Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta đi qua một số bài tập hay và khó về biến thiên enthalpy. Chúng ta qua thí dụ thứ nhất. Một bình gas khí hóa lỏng có chứa hỗn hợp propane butane với tỷ lệ mol là 1:2. Xác định nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas. Phải gọi là ga trên đã điều kiện tiêu chuẩn. Ở đây chúng ta có phương trình đốt cháy C3 Provence nó ra tầng 5 O2, cho ra 3 CO2 và 4 nước và tỏa ra một cái lượng nhiệt là âm 2220 kJ. Tương tự cho C4 butane nó nhận là 132 O2, là cho ra 4, xin lỗi cái này 13 bằng 2 nha em, 7 5, cho ra 4 CO2 và 5 nước. Thì cái lượng nhiệt tỏa ra ở đây đó là 2874 kJ. Trung bình mỗi ngày một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 10.000 kJ nhiệt, hiệu suất tiêu thụ nhiệt là 80%. Sau bao nhiêu ngày thì hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình ga 12 kg? Thì ở đây các em lưu ý chúng ta phải quy về số mol. Ở đây chúng ta thấy trên cái phương trình phản ứng C3H8 và C4H10 thì người ta đã tính trên 1 mol kilojoule trên 1 mol. Ở cho nên chúng ta sẽ tính lại số mol của propane và butane ở trong 12 kg này. Thì tôi gọi ít là số mol của C3H8. Như vậy tỷ lệ 1:2 thì 2 ít sẽ là số mol của C4H10. Từ đây các em sẽ có 12 gram đó, nó sẽ bằng là 44 ít cộng cho 58 nhân cho 2 ít bằng 12. Đó, thì đây em suy ra ít bằng 0,075. Ở đây 12 kg chúng ta đổi ra gam là 10 mũ 3. Như vậy chỗ này em đổi ra là kilomol. 0,075 kilomol thì nó bằng là 75 mol. Thì đây chúng ta suy ra luôn cái y nó là 150 mol. Lưu ý nha, 58 là phân tử khối của butane, còn cái 44 là phân tử khối của propane. Rồi chúng ta đã có số mol của hỗn hợp rồi. Từ đây chúng ta tính tổng lượng nhiệt tỏ ra mà cái bình 12 kg này nó sử dụng hết công năng của nó 12 kg thì nó sẽ tỏ ra một cái lượng nhiệt là các em lấy 75 em nhân cho 2220 cộng cho 150 nhân với cái lượng nhiệt tỏ ra thứ hai. Đó, như vậy là chúng ta sẽ ra được tổng lượng nhiệt mà cái bình ga này nó mở hết công suất của nó là 597.600 kJ. Rồi chúng ta cũng có là mỗi ngày cái lượng nhiệt mà cần với hiệu suất hấp thụ là 80%. Thì các em biết 80% hấp thụ thôi. Như vậy tôi giả sử lượng hấp thụ là H, thì chúng ta nhiệt hấp thụ là H thì chúng ta nhân 80% thì nó bằng 10.000. Thì đây các em suy ra là cái nhiệt hấp thụ thực tế, có nghĩa là lượng tiêu thụ thực tế. Ví dụ như chúng ta xài, chúng ta đốt, chúng ta còn bị phí một phần nữa, đó, bị phí 20%. Thì lúc này nó còn là có 80% thôi. Như vậy là chúng ta có lượng mà nhiệt thực tế mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày đó là 12.500 kJ. Rồi từ đây các em suy ra số ngày, bây giờ tổng lượng nhiệt là của bình ga là 597.600. Thì lúc này nó tiêu thụ một cái lượng nhiệt mỗi ngày là 12.500. Như vậy chúng ta lấy 597.600 chia cho là 12.500
Lúc này chúng ta đang được 47,808 hàng ngày, thì nó sắp xỉ là 48 ngày. Là như vậy sau 48 ngày thì chúng ta cái bình ga nó sẽ sử dụng hết. À, nói cách khác là chưa tới 48 ngày, khoảng 46 45 ngày là chúng ta thay bình ga rồi. Rồi, xin chào các em ha, hẹn gặp lại các em trong cái thí dụ tiếp theo.